Chú, nếu bây giờ có cái điều gì mà mong mỏi nhất là chú mong mong điều gì nhất bây giờ chú? Chú thấy con có sức khỏe hết bệnh rồi nó Dạ. cho nó sức khỏe mong ổng mong là có tiền á, chạy cho ổng cái tay ổng nó hết tê hết nhức rồi ổng mạnh khỏe đi mà cũng lão quá. Dạ, cô sao cô chỉ mong có sức khỏe hả? Bây giờ mong có sức khỏe chạy ai cái gò nó nhức nó kê nhức á, tôi tính 25 ngàn, 25 ngàn ý ơi, cắt 25 ngàn tính lát ra mua tiệm tây mua thuốc chịu uống nè, cái tê cái gò ngắt à. Dạ. Vậy mà ráng đi mà mua gạo mua thóc ăn. Dạ. Người ta có kêu cô cắt cải thường không cô? Có kêu đi cắt cải thường Lâu không? lâu mới đi làm, từ nào cải rẻ quá, từ nào người ta khó người ta lấy, người ta bỏ đó. Cải Dạ. người ta bỏ đó, từ nào người ta mua được á, người ta mới kêu mình cắt, còn nó không có kêu. Mà mua gạo từ từ lon từ lít người ta. Dạ. Rồi bữa nay chiều nay chú tới chú có tính với sao vụ tiền vé số không chú? Hồi nãy giờ về ông đâu có nói tôi đâu, tôi biết tôi không có nói giờ ông nói là tôi mới biết tôi đâu có biết trời trăng mây nước gì đâu, giờ chiều nay không có tiền mà đi lấy vé số trả cho ta. Dạ. Tiền ở đâu mượn mượn cho em á, tôi bạc chưa có tiền nè. Nhà mình mất thì bỏ chứ. Dắt nó hay được nó chửi rồi, con dắt nó hay được nó làm người ta thì nhà mình thì không nói đi, còn tiền của 3 triệu nó chịu nói không nói tiền đắt 5 nó hay giờ được nó chửi không mà chứ không nói tiền nó cho mượn mà để làm vốn nếu cho. Bây giờ ví dụ như cái ông thầu ông có hỗ trợ cho trả từ từ rồi nó không như tôi chú điện Ta đại nó lý mà ta đâu có nói tiền để ta, góp ta đại này lý trăm mà. hai trăm lần tôi góp nó không chịu, nó không được Không được hả chú? chú điện rồi nó không chịu, hai chồng nó không chịu, nói tiền nó làm ăn làm việc xây đâu có để góp tiền ngày được, Dạ. ông làm sao chú làm sao làm chú trả đủ cho tôi Rồi hàng ngày chú đi lấy vé số sao? ta lấy hai đứa mèn nó chạy lên giao cái À đường ngã. đăng ở chỗ tiệm thuốc tây đó Dạ, chú lên ra đó. rồi nó chạy hôm nay đó nó giao mình rồi mình đi bán thì chiều mình ra nó lấy 5 giờ ra đó nó giao Lấy ngày lấy 300 tờ. ba trăm tờ đó là mình giao nó tiền rồi nó giao mình rồi chiều mình ra mình giao là nó tiền làm lấy cái khác như gối đầu vậy đó À, gối đầu trước một đó. ngày. Ngày đó là bữa nay là chiều nay nè Dạ. rồi mình phải ra cái mình muốn nghỉ rồi không bán nữa mình thì mà trả với cái gốc người ta Dạ. có rõ ràng rồi bắt thì mình chịu chứ người ta đâu có chịu trách nhiệm bằng đó Dạ. rồi giao mình đủ số mình đi bán tại mình bị nó lấy thôi chứ 4 năm tháng này chú bán cái số là bán hết luôn không chú? không có 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 ngày nào bị giữ lại không? không có giữ mà tại vì chú nhiều cái ế chứ ông thầy Minh Đạo với đệ tử trong Phật tử đó, chú giờ chú ngồi đó là rầm đó Dạ. rồi chú đọc kinh rồi cúng nước rồi đó Dạ. thành ra mấy ổng là lại còn như mấy ổng mua giùm vậy đó Dạ. thành ra năm mà chủ ghé năm nghe lấy chú Dạ. làm biết mà chú mới bán đây mà chú mà đồ chú bán lần đó có 100 mấy nè rồi cái bán được người ta thấy ủng hộ rồi mới bán 300 chứ có chú bán có 120 vé bán từ 580 lên 200 rồi cái lúc này mấy ông lên lấy lại nhiều nhiều mấy ông ủng hộ chứ không có nhiều như ngày hôm qua bán cái đưa nắng còn lâu 20-30 tấn đưa thầy mình đạo ông ông cũng lấy cười tiếng mà ông lấy cười tiếng chung bán là chiều đem ông nó giao lên, ta ra này mới bán gì mượn nào với em màu trắng á mới mượn nghe em màu trắng 2 triệu bạc hiểu không chiều nào ra ông giao cho ta 3 triệu đi ông lấy 2 triệu này nè 2 triệu nhà nè đặng ông lấy cái số cổ cần tôi về cho tôi đâu nói ta bả từ trưa trời cho ơi mới mượn sáng luôn à mới mượn sáng đưa cho ông biểu ông chiều nay ông ra ông giao Ủa. Tiền cho ta đi đặng lấy 2 triệu này nè đặng mình làm vốn mình đi bán đi tưởng sao giờ ra mất luôn rồi không ngờ dám chạy luôn tôi nãy giờ tôi đâu dám điện thầy Minh Đạo đâu mấy ông chùa không nói gì người ta cũng mua công chuyện tùm lum mình nói gì Dạ. người ta đã phải lo riêng mà ăn mình thương mình phần nào giúp phần nào đâu mỗi cái gì mình dạ thưa bà con cô bác thì câu chuyện của chú Sáu với vợ của chú hồi nãy giờ em cũng chia sẻ cho cả nhà mình thấy hoàn cảnh của cô chú rồi đó nhà cửa thì giống như ở tạm trên đất của người bà con nhà thì mới được các thầy ở trong chùa mới ra với chỗ vật tư hỗ trợ bây giờ là chú sống bằng nghề đi bán vé số cô thì đi cắt cải mướn à, một ngày thì sẽ như bữa nay chú cô đi bán cô đi cắt được 25 ngàn còn chú thì đi bán vé số mà không may bị người ta giật giật hết tiền vé số với tiền vốn thì hôm nay em tới đây em có một chút lòng thành của
các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đồng hành với em. Em xin phép gửi cho cô chú một món quà để hy vọng cô chú sẽ có niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Thưa cô chú anh chị và các bạn, thưa quý mạnh thường quân, thì em hôm nay em tới đây em hy vọng có một chút ít tấm lòng này để em chia sẻ khó khăn của gia đình cô chú. Con tặng cô, con tặng cô cái này nha. Dạ, hy vọng cô có thêm sức khỏe để mua chú gì đó. Cảm ơn chú. Dạ không thì cô nhớ giữ gìn sức khỏe, gặp cãi thì mệt thì mình nghỉ ha. Còn chỗ chú Sáu nè quý vị, thì chú nói bây giờ ví dụ như có người giúp đỡ chú tiền 3 triệu đi. Giấu luôn, nói sợ bà nói bệnh, nói bà nào. Dạ. Giấu im luôn rồi, không nói gì. Thì con. Tôi không có nói mất tiền. Thì thưa chú ngồi quay về đây con ha. Thì chú ngồi này vậy đi. Em nghĩ vậy nè quý vị. Một người như chú Sáu đã bệnh tật khó khăn, cái tay của chú nè quý vị còn có hai ngón đã đang bệnh tật mà bị những người gọi là người xấu đi không giúp đỡ thôi mà còn đi giật vé số lấy đi những gọi là chén cơm mưu sinh hàng ngày của chú, không giúp đỡ mà còn lại đi lấy đi rồi cuộc sống thêm khó khăn nữa. Em hy vọng thông qua cái video này bà con với cái số mình cũng cẩn thận, và những người mà có cái ý đồ tâm xấu như vậy thì nên bỏ đi, thì mình để nhường cho những chén cơm cho bà con mình để khó khăn, đừng có làm như vậy ha. Con hôm nay nếu mà con nghe lời chú vậy thì con cũng cảm thấy may mắn vì con có đây là chứ gì, em có đúng 3 triệu tiền này là tiền của mạnh thường quân với chị Linh Trần ở Dàm Láng, hôm bữa có gọi cho em nhờ em trao cho những hoàn cảnh thực sự khó khăn, thì em cảm thấy hôm nay rất là có duyên đến gia đình của chú Sáu nên em hy vọng số tiền này đây còn lại chú để mình san sẻ khó khăn. Thì hy vọng chú giữ sức khỏe nha. Cô cũng gắng giữ sức khỏe. Cảm ơn chú. Thì chú con cũng hy vọng mình gặp nhiều may mắn. Cuộc sống mình biết đâu sẽ sắp tới gặp nhiều điều tốt đẹp hơn. 3 triệu này lát có vô trả cho nó. Dạ. Yeah. Chú có lời nào muốn nói với cô chú Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chú. Tôi không biết nói gì hơn. Thì tôi cũng mang ơn. Dạ. Sau này tôi cũng nếu có khả năng không mà tôi được thành giỏi, tôi có tiền tôi cũng giúp thành những người khác. Còn là tôi làm một công đức gì thì chùa hoặc cái gì đó. Dạ. Thôi chú bớt xúc động ha, chú nhiều sức khỏe, chúc cô nhiều sức khỏe luôn ha. Dạ. Thì em thay mặt gia đình của cô chú Sáu cũng gửi là những lời tốt đẹp nhất đến với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Hãy xin gửi lời chúc mọi người gặp điều may mắn, chúc cô chú gặp thật nhiều sức khỏe và cuộc sống sắp tới tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã xem.